Đạo diễn James Cameron cho biết trước khi thảm kịch xảy ra, một số chuyên gia hàng đầu trong cộng đồng lặn biển đã viết thư cho công ty, bày tỏ lo lắng về mức độ an toàn của tàu lặn Titan. Họ nói rằng việc cho phép tàu lặn này chở khách là hành động quá mạo hiểm và cần được chứng nhận. Tôi nghĩ đó là một ý tưởng kinh khủng. Tôi, tôi ước là mình đã lên tiếng, nhưng tôi cho rằng ai đó thông minh hơn tôi. Bạn biết đó, bởi vì tôi chưa bao giờ thử nghiệm công nghệ đó, nhưng bề ngoài thì có vẻ tệ hại. James Cameron là một người đam mê lặn biển. Ông từng tự lặn xuống đáy biển 33 lần để thực hiện Titanic năm 1997 và phim tài liệu Ghost of the Abyss năm 2003. đạo diễn từng viết sách Explore Deep xuất bản năm 2017 nói về các bức ảnh chụp bản đồ và trải nghiệm của Cameron qua mỗi lần khám phá sát tàu Titanic.